Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn quản lý đơn hàng và rút tiền về từ sân bay. Thì khi mà quản lý đơn hàng thì các bạn chú ý hai điều. Một là đơn hàng giao thành công thì cái đơn hàng đó nó sẽ mang lại tiền và các bạn sẽ kiểm tra trong ví người bán của mình là tiền nó về đủ hay không. Và hai đó là cái đơn hàng hoàn về thì các bạn phải kiểm tra được rằng là cái đơn hàng đó có hoàn về cho bạn hay không, hay là nó đã bị thất lạc đâu đó. Thì Sang đã qua đối soát và quản lý đơn hàng thì Sang thấy Sang bị mất rất là nhiều đơn hàng, và sau đó thì Sang phải đòi bên sàn, thì sàn mới bắt nhà vận chuyển là đền. Thì các bạn chú ý là các bạn phải quản lý cái việc đơn hàng hoàn về này rất là chặt bằng việc là chúng ta sẽ nhập những cái đơn hàng đó vào trong Excel hoặc là Google Trang Tính, hoặc là chúng ta sử dụng cái phần mềm iTunes miễn phí để mà chúng ta đối soát những cái đơn hàng này. Khi mà nhận tiền về ví người bán thì các bạn thực hiện là rút tiền về ví sân bay. Sau đó thì từ ví sân bay các bạn sẽ rút tiền về tài khoản ngân hàng của mình. Thì bây giờ mình sẽ thao tác để các bạn xem và làm theo đi. Sau đây thì mình sẽ hướng dẫn cách liên kết ví SendPay với ngân hàng và cách rút tiền từ ví người bán về ví SendPay. Đầu tiên, các bạn sẽ truy cập vào trang Sen Đỏ Bán, chọn phần liên kết SendPay. Tại đây thì các bạn sẽ được điền số điện thoại. Các bạn lưu ý là điền số điện thoại này giống với số điện thoại của cái tài khoản ngân hàng mà bạn muốn liên kết. Sau đó thì bạn bấm nút gửi mã xác thực, điền mã xác thực mà bạn nhận được vào đây và bấm xác nhận. Bước tiếp theo là bạn sẽ truy cập vào trang senpay.vn. Lúc này thì bạn bấm đăng nhập và bạn sẽ đăng nhập bằng cái số điện thoại mà hồi nãy bạn đã đăng ký xác nhận ở trên Sen Đỏ. Senpay sẽ gửi cho bạn một mã OTP về số điện thoại này và sau đó thì bạn hãy điền cái mã OTP này vào đây. Bước tiếp theo, Senpay sẽ cho phép bạn đặt một cái mã PIN code bao gồm 6 chữ số. Rồi sau khi đã truy cập vào giao diện SendPay thì mình sẽ bắt đầu đi tới bước là liên kết tài khoản ngân hàng. Bạn chọn mục tài khoản, sau đó chọn tài khoản ngân hàng. Ở đây thì bạn sẽ chọn ngân hàng mà bạn muốn liên kết. Ví dụ ở đây mình chọn là ngân hàng Vietcombank và hệ thống sẽ có hướng dẫn cho bạn cái bước tiếp theo. Ví dụ đối với ngân hàng Vietcombank là bạn sẽ bắt buộc phải đăng ký trên Internet Banking của Vietcombank. Thì lúc này bạn sẽ truy cập vào cái trang web của ngân hàng tương ứng. Bạn hãy chọn mục tiện ích gia tăng. Sau đó ở phần là ví điện tử thì chọn đăng ký dịch vụ. Ở đây thì Vietcombank sẽ cho phép bạn chọn loại ví. Bạn sẽ chọn là SendPay. Số điện thoại sử dụng tương ứng chính là số điện thoại đã đăng ký với tài khoản ngân hàng của bạn. Rồi bạn điền mã kiểm tra. Và sau đó thì hệ thống sẽ gửi cho bạn một cái mã OTP. Sau khi điền mã OTP xong, bấm xác nhận và ngân hàng báo là đã đăng ký dịch vụ thành công. Lúc này thì bạn quay lại tài khoản SendPay và bạn sẽ thấy là tài khoản của mình đã được gắn với cái ngân hàng tương ứng. Bước tiếp theo, bạn cần phải chứng thực tài khoản. Thì khi bấm vào đây thì SendPay sẽ hướng dẫn các bạn cái cách chứng thực tài khoản. Hiện tại thì bạn chỉ có thể là chứng thực tài khoản thông qua ứng dụng ở trên di động. Thì bạn vui lòng là tải cái ứng dụng SendPay và sau đó thì làm theo hướng dẫn. Hệ thống sẽ yêu cầu bạn là cần phải chụp một tấm hình chứng minh thư mặt trước, mặt sau, kèm theo là một cái tấm hình mà bạn đang cầm chứng minh thư để chứng thực cái tài khoản của mình. Thủ tục thì rất là đơn giản và hệ thống sẽ duyệt tài khoản chứng thực sau trong vòng khoảng tầm 3 tiếng đồng hồ. Cuối cùng là làm thế nào để rút tiền từ ví người bán về ví SendPay. Thì đầu tiên bạn truy cập vào tài khoản Sen Đỏ Bán của mình, chọn phần là ví người bán. Sau đó thì màn hình sẽ hiển thị đã cho bạn biết được là số dư của bạn đang là bao nhiêu. Bạn chọn phần rút tiền. Rồi bạn sẽ nhập số tiền bạn cần rút, hoặc là bạn có thể là chọn rút toàn bộ và sau đó bấm xác nhận. Lưu ý là Sen Đỏ thì cho phép bạn rút tiền lúc nào cũng được, nhưng mà mỗi lần bạn rút tiền thì bạn sẽ mất 11.000 tiền phí, cho nên là bạn có thể lựa chọn là đợi đơn hàng đủ lớn, đợi số tiền đủ lớn thì bạn hãng rút tiền về để tránh phải mất phí quá nhiều lần.